Làm sao để chạy quảng cáo Shopee hiệu quả khi đã tối ưu sản phẩm? Làm sao để chạy quảng cáo Shopee hiệu quả khi đã tối ưu sản phẩm hay lượt bán? Phải tìm một từ khóa. Bản chất của cái việc mà chạy quảng cáo Shopee là làm sao tìm được cái từ khóa ít người chạy mà nó lại ra đơn. Mình lấy ví dụ như này, nếu mà bạn chạy quảng cáo từ khóa mở rộng là áo thun thì cực kỳ khó để cạnh tranh với bọn nó được. Chạy quảng cáo khó để hiệu quả được. Nhưng nếu mà bây giờ bạn tìm được một cái từ khóa ví dụ như là áo thun nam chẳng hạn, áo thun nam in hình khủng long chẳng hạn đấy, thì có thể bạn sẽ chiến thắng được bọn nó. Có thể bạn chiến thắng được bọn nó bởi vì là những cái từ khóa chính xác như vậy thì là ít thằng chặn. Mà khi bạn chạy thì chi phí quảng cáo của bạn sẽ thấp. Và tỷ lệ khi mà người ta đã tìm những từ khóa dài như vậy thì có thể là bạn có thể sẽ dễ dàng trong việc bán hàng hơn.